chào mừng đến với bản tin tóm tắt mới nhất. Như thường lệ, nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy xem phần mô tả bên dưới. Giờ ta vào đề nhé. Chắc hẳn nhiều bạn đang nóng lòng. Muốn bắt đầu tạo video ngắn bằng ứng dụng YouTube. Tin tốt đây. Người sáng tạo ở Hoa Kỳ hiện có thể dùng video ngắn kèm một số tính năng khác. Chẳng hạn như quay video 60 giây thay vì chỉ 15 giây. Cùng nhiều bộ lọc mới ăn thử. Tháng này chúng tôi cũng thành lập quỹ YouTube Shop. Đây là khoản ngân quỹ trị giá 100 triệu đô dành để tặng thưởng cho nhà sáng tạo. Vì những đóng góp của họ cho sót. Từ cuối năm nay, chúng tôi sẽ tiến hành tặng thưởng cho những người có video ngắn được nhiều lượt xem và nhận nhiều tương tác nhất trong tháng. Bất kỳ ai tạo ra những video ngắn độc đáo đều có cơ hội nhận tiền từ quỹ. Dù có tham gia chương trình IPB hay không, chắc rằng bạn sẽ có và thắc mắc. Vậy nên cuối năm đây, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết chúng tôi cũng đang lên kế hoạch dài hạn về kiếm tiền bằng sót, hãy chờ nhé. Giờ bạn có thể thêm phụ đề vào video dễ dàng hơn. Chúng tôi đã thêm một bước vào quy trình tải lên, để bạn có thể thêm hoặc sửa phụ đề nếu muốn. Bạn có thể chủ động sao chép và dán kịch bản. Tải tập lên hoặc làm phụ đề cho video theo cách thủ công. Có một điều cần lưu ý. Phụ đề tự động có thể mất một lúc mới xuất hiện. Nên nếu tạm thời chưa thấy hiện, bạn có thể quay lại kiểm tra sau. Ngày 6 tháng 5 là ngày mật khẩu thế giới. Ngày này nhắc ta phải bảo vệ tài khoản của mình. Đây là vài mẹo mà chúng tôi làm: dùng phần mềm bảo lý mật khẩu như cái trong tài khoản Google của bạn, bật tính năng xác minh hai bước và cảnh giác trước hình thức lừa đảo giả mạo. Bạn muốn biết thêm mẹo bảo mật tài khoản Google? Hãy xem liên kết phía dưới. Có lẽ bạn còn nhớ chúng tôi vừa cập nhật điều khoản dịch vụ dành cho người dùng tại Hoa Kỳ vào cuối năm ngoái. Tháng này chúng tôi xin thông báo trắng những điều khoản dịch vụ cập nhật đó cũng sẽ được áp dụng cho những nơi khác trên thế giới từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Chúng tôi đã phân tích mọi thay đổi đối với điều khoản dịch vụ trên diễn đàn. Bản tin tóm tắt tháng 6 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem, xin hẹn gặp lại các bạn. Dù các bạn có tham gia IPB hay không. Lúc nãy tôi đập vào MC, như cái được tích hợp vào gì? Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.mysite.